Pha truy bắt trộm thần tốc của gia đình khiến dân mạng vừa thương vừa cười bò. Hành động lễ phép của em học sinh khiến nhiều người tán dương. Cô gái đứng gửi hàng trong hẻm bị giật điện thoại trong tích tắc. Cú móc điện thoại nhanh như chớp khiến dân mạng kinh ngạc. Đoạn video ghi lại hành động lễ phép của nữ sinh, cụ thể đoạn video từ camera hành trình ghi lại cảnh một nữ học sinh sang đường tại Đà Lạt. Sau khi xe ô tô dừng lại để nhường đường, em học sinh này đã cúi xuống cảm ơn tài xế. Hành động lễ phép của em được nhiều người tán dương. Một cái cúi đầu thôi mà trao tới hạnh phúc ghê, tài khoản Nhi Hoa bình luận sau khi xem clip. Cái gì hay thì nên học, đáng khen cho bé. Như vậy mình vui, họ cũng vui. Bạn Khánh để lại bình luận. Mình nhớ rất kỹ câu châm ngôn, chỉ cúi đầu trước lòng tốt. Một tài khoản khác bình luận. Mới đây, camera an ninh ghi lại tình huống bắt trộm vừa hài hước vừa kịch tính tại một khu phố. Đoạn clip được tài khoản Facebook có tên là HTN chia sẻ trên diễn đàn mạng xã hội, nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm, bình luận từ người dùng mạng. Theo đoạn clip, đang đi trên đường thì phát hiện chiếc xe máy dựng trước cửa hàng. Hai tên trộm chớp thời cơ nhanh chóng dừng lại, phá khóa xe nhưng không ngờ bị 4 nam thanh niên trong nhà cầm gậy lao ra rượt đuổi, khiến hai tên trộm hớt hải bỏ chạy. Các thành viên trong gia đình nhanh chóng phát hiện và lao ra truy đuổi khiến hai tên trộm cắm đầu bỏ chạy. Cũng theo đoạn clip trước đó, trong 2 ngày cuối tháng 8, chiếc xe máy này cũng 2 lần bị kẻ trộm ghé thăm. Có lẽ nhờ vào tinh thần cảnh giác, các thành viên trong gia đình đã kịp thời phát hiện động thái và rượt đuổi tên trộm vô cùng kịch tính. Như vậy, tuy chiếc xe 3 lần nằm trong tầm ngắm của kẻ trộm, song vẫn an toàn nhờ kinh nghiệm đuổi bắt trộm vô cùng nhanh nhạy và chuyên nghiệp của các thành viên trong gia đình này. Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác của người dùng. Nhiều người thi nhau thả ha ha và bày tỏ sự thích thú trước diễn biến kịch tính, hài hước của gia đình có truyền thống rượt trộm này. Dù không tóm được kẻ trộm và chưa biết lần thứ tư sẽ ra sao, nhưng vẻ hốt hoảng thiếu điều vứt xe thoát thân của hai tên trộm đen đuổi khiến người xem không khỏi bật cười, tua đi tua lại để xem. Bên cạnh đó, đoạn clip cũng nhắc nhở người dân cảnh giác hơn về xe cộ, tài sản, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ đứng trong hẻm 209 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa chờ gửi hàng cho tài xế. Một thanh niên chạy ngang giật điện thoại của cô gái rồi tẩu thoát. Nạn nhân đuổi theo nhưng không kịp, điện thoại mất trị giá khoảng 25 triệu đồng. Vụ cướp diễn ra trong khoảng 10 giây được camera an ninh ghi lại. Hiện nạn nhân đã trình báo cho công an và cung cấp hình ảnh để truy bắt nghi phạm. Clip ghi lại màn trộm điện thoại trong một hiệu thuốc. Một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kính mít, giả vờ vào kể bệnh. Người này đã mua được một túi thuốc và tiếp tục đứng chờ mua thêm. Thanh niên lập tức vòng tay qua lớp cửa kính lấy chiếc điện thoại để trong tủ. Lấy xong, người này chạy ra xe máy mà đồng bọn chờ sẵn để bỏ trốn. Dù vội vàng nhưng cả hai đối tượng đều cố tỏ ra bình tĩnh để những người xung quanh không nghi ngờ. Màn kịch của chúng đánh lừa nữ nhân viên đến tận phút chót. Cô này quay ra ngoài quầy định gói thuốc thì tên trộm đã bỏ đi. Nữ nhân viên không hề biết chiếc điện thoại đã bốc hơi trong vài giây. Toàn bộ sự việc được camera giám sát trong hiệu thuốc ghi lại. Dân mạng tỏ ra ngạc nhiên với màn trộm điện thoại này. Có vẻ như tên trộm bất chợt nảy sinh lòng tham khi phát hiện chiếc điện thoại để hớ hên trong tủ kính. Cú vòng tay rất chuẩn và tốc độ, một dân mạng nhận xét. Bài học cho những nhân viên cửa hàng về việc bảo quản tài sản cá nhân, một tài khoản khác bình luận. Chúng tôi là Sài Gòn TV và các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để xem những đoạn clip camera nổi bật mỗi ngày.